Không phải cứ có nhà lớn và một nơi sang trọng thì chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể bảo đảm điều này, tin tôi đi. Càng nhiều đồ đạc càng phiền phức. Chúng ta phải quét, dọn, lau chùi và lo lắng bị người khác lấy đi, lo lắng kẻ trộm. Nếu không có gì thì chúng ta không phải lo lắng gì cả. Nếu chúng ta có ít và trân quý những gì mình có thì cũng tương tự như thế, chúng ta sở hữu rất nhiều. Chúng ta còn cảm thấy vui hơn là có nhiều thứ. Nhưng dĩ nhiên quý vị phải chăm sóc thân thể của mình, đừng lạm dụng nó, đừng để nó bị bệnh. Tuy nhiên, chúng ta không cần quá nhiều để làm cho mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Ngược lại, có ít đồ hơn và sống một mình sẽ cho chúng ta ít phiền phức hơn, không cãi cọ và không phân tâm. Chúng ta có thể rất tập trung vào thiền định hoặc nghĩ về điều gì đó có thể giúp thế giới. Nếu có quá nhiều người xung quanh thì quá ồn ào. Cho dù họ không nói, năng lượng bên trong của họ cũng có thể ồn ào. Nhiều người như vậy. Tôi từng có rất nhiều người tới giúp. Kỳ lạ, trước đây có rất ít công việc, nhưng rất nhiều người có thể giúp. Như thế cũng tốt. Bây giờ có nhiều công việc hơn, nhưng lại không ai có thể giúp. Tôi phải làm mọi việc một mình. Tôi hiếm khi để mọi người vào hang động của tôi, trừ khi thật sự cần thiết, vì tôi không muốn bất cứ ai vào bên trong. Từ trường quấy nhiễu đó phải mất vài ngày mới tẩy sạch được. Vì vậy, có nhiều người giúp không có nghĩa là sẽ làm quý vị hạnh phúc. Không nhất thiết như thế. Càng tu hành, quý vị càng muốn ở một mình. Thành ra, nhiều người tu hành ở một mình trên núi, trong túp lều nhỏ, túp lều gỗ, túp lều tranh hoặc túp lều đất. Họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi không có ý bỏ thế giới là đằng sau. Đó không phải là ý tôi nói. Tôi nói rằng chúng ta cần ở một mình để có thể tập trung và cảm thấy hạnh phúc, để chuyên tâm và tự tại. Lúc đó sẽ dễ hơn để nghĩ về mọi thứ. Đôi khi ở một mình, quý vị có thể nghĩ thông hơn, phải không? Thành ra tôi nói với quý vị đặt cuốn sổ tay hoặc cây bút bên cạnh trong lúc thiền. Vì ý tưởng sẽ xuất hiện, câu trả lời sẽ bật ra, câu trả lời luôn luôn ở đó. Thông thường, khi quý vị hỏi sư phụ bên trong về điều gì đó, câu trả lời sẽ đến ngay lập tức khi quý vị hỏi bên trong. Nhưng quý vị quá bận và quên đi hoặc không nghe được, nên không nhận được câu trả lời. Có lẽ nhận được nhưng quý vị không để ý đến nó. Giống như xem truyền hình, đôi khi chương trình rất hay, nhưng trong đầu mình lại nghĩ đến mấy chuyện khác. Vì vậy, bất cứ gì chiếu trên màn hình, chúng ta không nghe hoặc không thấy, phải không? 没有听到，没看到，是吗？啊。